phù thủy rác thải, với kho ve chai độc nhất, khiến người Sài Gòn giật mình. Trong căn nhà nhỏ, rất nhiều những món đồ phế thải. Được ông phù phép, trở thành những vật dụng độc đáo, khiến ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Đèn cảm ứng thần kỳ, đồng hồ lồng chim, thùng phi biết hát, giỏ tầm vông xếp, những món đồ này, chỉ nghe cái tên thôi, cũng đã thấy lạ. Để rồi nếu có dịp đến ngôi nhà của một ông lao thu gom rác ở Sài Gòn, bạn sẽ đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Bởi qua tay ông, hàng nghìn thứ bỏ đi, bông hóa thành những món đồ, độc nhất vô nhị, hơn nữa còn vô giá. Ông là Tống Văn Thơm, 68 tuổi, sinh ra ở Campuchia và lớn lên ở Sài Gòn. Nhiều người hẳn đã quen với hình ảnh ông Thơm ve chai, chủ tịch nghiệp đoàn vệ sinh. Dân lập quận 5, với chiếc xe cứu hỏa hai bánh, kiêm tủ sơ cứu di động tự chế, chạy bon bon trên đường. Nhưng ngoài chiếc xe độ ấy, ít ai biết ngôi nhà của ông là nơi cả một kho rác thải hồi sinh. Chiếc xe chữa cháy, kiêm tủ sơ cứu di động này là phương tiện hành hiệp của ông Thơm. Ngoài công việc thu gom rác, tại địa bàn quận 5, ông còn được nhiều người biết đến là một hiệp sĩ đường phố, nhiều lần ra tay bắt cướp, sẵn sàng cứu người bị tai nạn trên đường, tham gia điều tiết giao thông. Chiếc xe độc lạ, chở theo một chú vẹt nhiều màu sắc. Trên xe có đầy đủ dụng cụ sửa chữa, sơ cứu, hai bình cứu hỏa, cùng nhiều chức năng, đặc biệt khác như còi báo động, loa phát nhạc, màn hình sử dụng năng lượng mặt trời. Tất cả đều là những thứ ông nhặt về và sáng tạo. Sau giải phóng, lúc ổn định nhà cửa, tôi vẫn hay chế tạo, vật dụng trong nhà để xài. Về sau, khi thành phố có chỉ thị, giảm thiểu chất thải rán ra môi trường, tôi bắt đầu mang đồ người ta bỏ đi. Về tái chế thử, tôi làm nghề gom rác, gặp vợ cũng gom rác, giờ nguyên căn nhà cũng toàn rác, chắc có duyên với rác. Mà rác qua tay tôi, rồi là ai cũng khoái nha, ông Thơm cười khà khà. Từng được ba mẹ cho theo học trường đào tạo bách nghệ của Pháp, nên nghề nào, ông cũng biết đôi chút. Ông làm nhiều công việc khác nhau, ở Sài Gòn, như sửa chữa, phục hồi xe cơ giới, máy ủi, máy xúc, đóng và trục vớt tàu thuyền. Rồi ông mày mò, làm sống lại nhiều thứ người ta vứt đi. Một trong những sản phẩm tái chế lạ lùng nhất của ông là chiếc đèn cảm ứng. Đế đèn được lấy từ đèn sạc, kết hợp linh kiện của TV. Chóa đèn là bóng cao áp, bên trong là giấy bạc. Tất cả đều được ông nhặt về khi đi gom rác. Khi bạn chạm tay vào, chiếc đèn sẽ búng ra những tia sáng cực kỳ đẹp mắt và chuyển động khi ngón tay bạn di chuyển. Chiếc quạt trần kết hợp đèn chùm được ông sáng chế từ năm 1979 đến nay vẫn hoạt động tốt. Cánh quạt làm từ những miếng kính mica của xe hơi ngày xưa. Ông tỉ mẩn cắt gọt, ghép nối trong vòng 6 tháng, vì chỉ cần chênh một ly, cánh quạt sẽ quay không đều và dễ rơi, dễ hư hỏng. Khi không hoạt động, những cánh quạt rũ xuống như hình một nụ hoa. Chiếc thùng phi này có thể phát nhạc, bắt radio, thậm chí ca ra ok như một chiếc loa di động hiện đại. Mỗi đồ vật đều được ông viết tên, kèm ngày tháng tái chế cụ thể. Một đế cắm bút hình bông hoa kết hợp với chiếc quạt điện. Mong muốn của ông là cho mọi người thấy những món đồ tưởng phải bỏ đi, nhưng thực ra không hề vô dụng. Chỉ cần biết cách tái chế, chúng ta có thể góp phần vào việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Chiếc mặt nạ phát sáng đã hỏng, được ông hồi sinh bằng thiết bị sạc điện thoại. Nhiều món đồ ngay cả tôi cũng không làm được cái thứ hai. Vì tôi không có kiến thức về nguyên lý hoạt động nên không làm lại ý này hết được. Và lại, chất liệu là đồ phế phải nên không cái nào giống cái nào, ông Thơm cho biết. Ông Thơm cũng cho biết, tùy vào món đồ mà ông có thể bán hoặc không bán. Những thứ ông bán đi thường là những thứ ông có thể làm được cái thứ hai hoặc người mua tìm đến với mục đích trưng bày, lưu giữ. Với những ai muốn mua đi bán lại kiếm lời, ông tuyệt đối không bán, dù họ có trả giá cao bao nhiêu. Không chỉ với các chất liệu sắt, nhôm, linh kiện điện tử, ông Thơm còn có thể đục đẽo gỗ, đá thành những hình thù đẹp mắt. Đó là những chiếc xe bằng gỗ cây gõ, mặt người bằng rễ tầm vông, hay hình thú vật, lọ hoa. Chiếc giỏ bằng chất liệu cây tầm vông có thể xếp dẹp gọn gàng. Ông Thơm cho biết, ông rất muốn mọi người dùng những chất liệu thế này để không gây ô nhiễm môi trường. Ông còn nuôi nhiều con vật như vẹt, chí, bồ câu, rồng Nam Mỹ, cút Pháp. Tất cả đều được người khác tặng hoặc ông tình cờ bắt về. Trong nhà ông có một con kỳ đà to mà ông tìm thấy từ đám lục bình trong một lần vận động dọn vệ sinh kênh ở quận 2. Ngoài ra, cây cối ông trồng trong nhà, ngoài sân cũng tự rác. Đó là những hạt giống hay cây heo ông nhặt về trong những lần thu gom rác. Ông Thơm có rất nhiều những bằng khen, giải thưởng
liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường và công tác xã hội. Ông còn nhiệt tình giúp đỡ, nhiều sinh viên tìm đến để được hướng dẫn thực hành, làm đồ án về các vấn đề tái chế rác thải, bảo vệ môi trường. Sau một ngày làm việc ngoài đường, ông trở về nhà và lui thui với sở thích kỳ lạ của mình. Hồi trước bà xã, với mấy con của tôi, căn nhà biết. Nhưng khi chúng đỗ đạt rồi, chúng tự nhìn lại, rồi tự hiểu. Nhờ những đống rác này của ba, mà chúng nên người. Còn bà thì tôi hỏi, bây giờ một là cờ bạc, hai là rượu chè. Ba là gái gú, hoặc là tôi ngồi đây với mớ ve chai, làm ra những món đồ có ích, bà chọn cái nào? Giết bà cũng cười thôi. Ông Thơm pha trò. Với ông, làm những món đồ vô dụng sống lại, không chỉ là niềm vui, niềm đam mê, mà còn là cách mang đến cho cuộc sống những điều tốt đẹp hơn. Người đàn ông học hết lớp 9, dốc lòng chế tạo xe hơi và điều kỳ diệu. Niềm mong muốn của tôi là, Việt Nam có các loại xe bốn bánh, chạy xăng hay điện do chính người Việt Nam sáng chế và sản xuất. Việc này không nằm ngoài khả năng của chúng ta, Trần Minh Tâm. Người đàn ông chỉ học hết cấp 2, nhưng có đam mê cháy bỏng về chế tạo xe khẳng định. Chiếc ba bánh đầu tiên. Từ nhu cầu của một công ty du lịch, ông Trần Minh Tâm quyết định mở tiệm xe đạp điện ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tâm kể tiếp, người phụ trách phân phối xe chưa đồng ý vì tôi không có kiến thức về dòng xe này. Muốn mở tiệm phải học nghề trước. Nếu không tôi phải thuê thợ trông coi. Điều kiện của người phân phối kích thích tính tò mò của tôi. Mỗi ngày tôi có mặt tại xưởng để quan sát và học tập, nắm bắt kinh nghiệm. Tôi không ghi chép mà tất cả những gì thu thập được tôi đưa vào bộ nhớ trong đầu. Chỉ 10 ngày là tôi hiểu hết mọi công việc và mở ngay tiệm bán xe đạp điện. Thời điểm này, xe đạp điện ít người bán, nên tiệm của ông Tâm là tiệm thứ tư trong toàn thành phố. Khách đến khá nhiều, công việc của ông trôi chảy. Cho đến một ngày, một người khách vừa mua xe được mấy ngày quay trở lại. Chủ xe cho biết, xe bị hỏng không chạy được, yêu cầu ông Tâm sửa chữa. Vì còn trong thời hạn bảo hành, tôi tháo bộ phận vận hành ra. Nhìn vào trong tôi hoàn toàn không biết phải làm sao. Thì ra thời gian quan sát, sửa chữa trước khi mở tiệm, tôi chỉ nhìn không qua thao tác thực tế, nên bây giờ không biết xoay tính thế nào. Tôi đành phải thuê một thợ, để nhờ họ sửa và học nghề luôn. Cái nhìn của tôi lúc này khác trước. Vừa nhìn vừa hỏi và được giải thích cặn kẽ. Nên tôi nắm bắt được rất nhanh. Cũng từ đó, tôi bắt tay vào làm và nghề dạy nghề, tôi thành thạo nghề xe điện lúc nào không hay. Ông kể tiếp, vừa bán xe mới, vừa sửa chữa xe hư hỏng. Công việc làm ăn của ông Tâm tiến triển tốt đẹp. Trong lúc sửa chữa, trong đầu ông luôn nghĩ đến việc phải tự mình chế ra một chiếc xe. Chiếc xe mình chế ra sẽ có những đặc tính tốt phục vụ cộng đồng. Nghĩ là làm, ông mua một chiếc Charlie cũ, tháo máy bán ve chai. Từ khung sườn của xe này, ông chế ra chiếc xe ba bánh chạy điện. Đây là chiếc ba bánh đầu tiên, dành cho người khuyết tật. Một thời gian sau, thấy hai bánh sau sẽ không an toàn bằng hai bánh trước. Ông tiếp tục chế xe ba bánh khác an toàn hơn. Lần này xe được nhiều người ủng hộ. Không dừng lại, ông tiếp tục nghĩ ra nhiều loại xe khác. Đó là loại ba bánh có mui, người điều khiển không còn ngại mưa nắng. Chính loại xe này, năm 2007 ông Tâm đạt giải ba. Về đề tài công nghệ giao thông và môi trường, của Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều kiểu xe mới lần lượt ra đời. Ở những chiếc xe này, tôi phải làm tất cả các công đoạn, để hình thành nên xe. Về tạo mẫu. Tôi không biết vẽ nên dùng cọng kem uốn thành hình thù chiếc xe. Rồi đưa cho thợ thực hiện, ông nói. Sáng tạo, đam mê, nhẫn nại là những đức tính, giúp ông Tâm hoàn thành những mong muốn của mình. Nhưng cho dù có thành công đến đâu, cũng không thỏa mãn được góc sáng tạo, và lòng đam mê của ông. Xe bốn bánh chạy điện. Các loại xe ba bánh thường thích hợp cho người khuyết tật, nhưng giá thành cao. Vì thế chỉ có người giàu mới có khả năng sử dụng. Ông vẫn say mê tìm kiếm. Và sáng tạo ra những kiểu xe mới chạy điện. Ý nghĩ làm xe bốn bánh manh nhà xuất hiện trong ông. Tôi bắt đầu vẽ mẫu. Tôi vẽ trên giấy rồi cùng với các thợ đồng, cùng bàn bạc tìm ra phương cách thực hiện. Rồi những cơ phần khác. Ghế ngồi, bánh xe, từ những chi tiết nhỏ đến những kết cấu lớn, đều do tự tay tôi vẽ, tôi làm. Chiếc xe phải mất 2 năm 7 tháng. Mới hình thành, nhưng chỉ là mới hình thành, chứ chưa gọi là hoàn chỉnh. Thêm 3 tháng nữa. Chiếc xe bốn bánh chạy điện đầu tiên mới lăn bánh được, nhưng 30% trang bị vẫn chưa thực hiện được, ông Tâm chia sẻ. Ông tiếp tục chia sẻ, niềm mong muốn của tôi là Việt Nam có các loại xe bốn bánh, chạy xăng hay điện do chính người Việt Nam sáng chế và sản xuất. Việc này không nằm ngoài khả năng của chúng ta.
có thể là phiến diện nhưng tôi cho rằng, Việt Nam là một trong số ít quốc gia, có lượng xe hai bánh cao nhất thế giới. Mình phải làm sao, xe bốn bánh thay thế hai bánh, để đường được khang trang sạch đẹp, và đời sống người dân được nâng cao. Cuối cùng, ông kỳ vọng được chính quyền hỗ trợ về pháp lý, để những chiếc xe của ông chế tạo ra, được lăn bánh trên đường. Sắp bước vào tuổi 60, nhưng niềm đam mê chế tạo xe của ông Tâm vẫn còn cháy bỏng. Làm được bao nhiêu, sau khi trừ ăn uống và sinh hoạt? Còn lại ông dồn vào sản xuất xe. Dường như của cải vật chất, không làm ông ham muốn bằng những công trình do ông sáng tạo nên.